Xin chào mọi người. Bây giờ Ngọc cùng gia đình đang trên đường để đi chợ, để ghé siêu thị nữa, để mua đồ, để chuẩn bị về làm đồ ăn Tết Trung Thu. Ở bên đây thì cái Tết Trung Thu thì cũng không phải là ăn lớn như Tết gì, nhưng mà cũng chuẩn bị đồ ăn uống rồi trong mấy ngày liên tục. Năm nào cũng vậy thì Ngọc cũng làm nhiều thứ lắm, nhưng mà năm nay thì bà con dòng họ cũng ít đến, cho nên là làm đơn giản đầy đủ cho gia nhà ăn thôi à. Nhưng mà làm gì làm cũng phải đi chợ búa. Xin anh nhá. Vậy mình tới bãi đậu xe này, tới bãi đậu xe của chợ. Giờ đi chợ hay siêu thị gì đều phải đeo khẩu trang như thế này chứ. Ok, giờ đậu xe chỗ này rồi, gia đình cùng nhau chuẩn bị lên đường đi chợ. Bây giờ thì cùng nhau đi vào trong chợ. Nói chung đây là chợ cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà cũng lâu đời ở thành phố của Ngọc rồi. Bán không phải là đầy đủ đồ gì, nhưng mà giá cả sẽ rẻ hơn siêu thị. Cho nên là các loại rau, củ đồ này kia thì mua ở chợ này là thấy là giá bình dân rẻ hơn. Cho nên là giờ đi chợ trước mua những thứ là vặt đó, còn thịt thà hay là những thứ khác mà cần nữa thì một lát sẽ vào siêu thị sau. Hay là đi chợ cũng có một cái thú vui là mua những cái món ăn vặt, nên hả, buồn buồn mà cuối tuần rồi này kia thì cả nhà hay rủ nhau đi chợ. Những lúc gần đây thì do corona cho nên chợ là vắng người lắm, nhưng mà giờ là ngày lễ Tết cho nên là không ngờ là cũng đông như thế này. Mọi người ai cũng đeo khẩu trang để đi chợ, nhưng thật sự là ấy cũng hơi lo lo là sao đâu, vì người ta quá đông. Cứ chặt xe lên chặt xe không? 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 Chỉ hàng trái cây, rau, củ, quần áo có, nói chung là cũng đầy đủ hết. Đây là đến trước cái cửa hàng bạn của chồng Ngọc, gặp người quen này. Sau khi đi chợ đã xong thì bây giờ Ngọc đã vào ngay cái siêu thị đối diện với chợ luôn để mua thịt sườn heo để về làm món hầm. Khi vào tới siêu thị rồi thì cái mục đích lớn nhất của Hejin, của gái Úc, là đòi đi mua kem. Mỗi lần nghe nó đi chợ hay siêu thị với bé đều đi theo, không phải là để phụ để ngắm gì mà có mục đích riêng của mình hết à. Để đến gian hàng bán kem rồi, đưa đổ cho bé lựa chọn. Trước đây thì cũng có cửa hàng bánh. Ông bánh này ngọt nghe nói là kem bánh bắp cũng ngon lắm, bắp cũng ngon lắm, mình cũng mua thử. Xong rồi bây giờ mình đi về thôi. Vậy là việc đi chợ thì đã xong hết rồi đó. Giờ lên xe về nhà để lo cho việc nấu nướng nữa. Có chồng Ngọc cùng đi theo để mà khiên đồ lên kia cũng đỡ. Nếu mà một mình đi thì sẽ hơi vất vả và mất nhiều thời gian hơn. Bãi đậu xe đông kín người luôn. Đi chợ xong thì bây giờ về đến nhà rồi, nên Ngọc mua cũng đủ thứ hết. Đây là củ hành này, hành rồi các loại rau. Bên đây thì nói chung phải có cần nó trộn rồi miếng. Thứ hai là định là làm thịt sườn heo hầm, rồi miếng thì miếng trộn, rồi các loại rau cũng vậy. Miếng ngày hôm qua là
Nhiều có mua dùng thùng tôm. To nhiều nó ăn một lần không thể nào hết được, cho nên là mình bây giờ lấy ra một ít thì hấp lên mình ăn, rồi còn bao nhiêu thì bỏ vào ngăn đá để bảo quản, ăn từ từ. Bên đây rất là nhiều luôn. Tưởng mình ram lên thì ngon hết ý rồi. Hôm nay thì phải làm nhiều món quá cho nên là món ram này kia thì chắc để lại sau. Nên chỉ là hấp lên ăn một ít vậy thôi. Như đây chắc cũng được, cũng vừa một bữa tối đơn giản. Cắt lại bỏ vào đá mới được. Bây giờ món đầu tiên mà Ngọc làm là miếng xào thập cẩm. Giờ là Ngọc sắc các loại rau củ như cà rốt nè, ớt xanh, củ hành. Nói chung là Ngọc cũng muốn tạo cho có ba màu sắc, trắng, hồng, xanh, nhìn cho đẹp mắt vậy mà. Miếng thì Ngọc đã luộc sẵn và ướp gia vị để đó. Thịt bò cũng vậy, sắc sợi và ướp sẵn để cho thấm vào thịt. Miếng cũng vậy, ướp sẵn trước gia vị, như vậy thì cái cọng miếng nó sẽ thấm gia vị, nó sẽ ngon hơn. Ngọc chỉ với sắc sơ thôi, nếu mà đợi mà sắc hết thì mất nhiều thời gian lắm. Thường thì Ngọc làm bằng rau chân Việt cũng có màu xanh, vừa bổ dưỡng mà cũng đẹp mắt, nhưng mà lúc này thì rau nó đắt quá. Lần nào mà gần lễ Tết thì rau nó cũng đắt gấp 2-3 lần như giá bình thường, cho nên là dùng loại khác cũng màu xanh thay thế vào, tùy ý thích của mình thôi. Sắc xong hết thì bây giờ việc đầu tiên là Ngọc xào thịt bò đã ướp sẵn. Thịt bò mà khi mình đi mua thì mình nói là để dùng để làm miếng xào thì người ta sẽ sắc sợi thẳng sẵn cho mình hết. Về để chỉ cần ướp chút tỏi, nước tương, gia vị này đi vô là được. Thịt xào đã xong, mình nhận vớt ra. Còn lại cái nước á, lúc trước thì Ngọc không biết, thì lau bỏ hết, lau sạch chảo để mà xào các loại khác. Nhưng mà mới nghe sau mà gần đây khi mà xem trên TV á, thì người ta lại chỉ dẫn cách nấu là khác. Cái nước đó rất là ngon, có đầy đủ vị thịt, nước ngọt của thịt ra, cho nên là đừng có bỏ mà cứ để đó rồi mình xào tiếp củ cải đỏ vào. Mình xào cà rốt như vậy là cái nước của thịt đã thấm vào thì rất là ngon, mình không cần phải nêm nếm gì thêm. Sau khi cà rốt chín rồi á thì mình cho ra và xào ớt xanh. Trước đây Ngọc xem trên TV thì có người hướng dẫn là cứ bỏ mọi thứ vào xào một lượt cũng được không sao. Nhưng mà Ngọc nghĩ thì cái độ cứng chẳng hạn như cà rốt rồi sẽ chín lâu hơn một chút, cho nên là theo thứ tự cái loại nào mà chín lâu thì Ngọc xào trước. Nói chung thứ tự thì tùy theo ý thích của mọi người thôi. Cái đó không bắt buộc hay là con nói cái nào đúng hay là sai. Ngọc thì cũng học, chỉ là học lớn qua thôi chứ cũng không có ai mà hướng dẫn hay là chỉ dạy cho cái nấu ăn. Sang đây thì không có sống chung với mẹ chồng cho nên là cũng không rành lắm gì cách nấu cái món ăn Hàn. Đa số là xem TV để học hỏi thêm vậy thôi. Cái cuối cùng là Ngọc xào củ hành.
Khi củ hành đã thấy chín rồi thì miếng Ngọc đã luộc và ướp sẵn đó, thì bây giờ cho vào để xào chung. Và tất cả các rau củ với thịt lúc nãy mình xào xong rồi đó, cứ cho vào một lượt hết luôn. Ngọc thêm một ít dầu mè, nước tương. Này đa số các món ăn này có thường là sử dụng nước tương nhiều và một ít đường. Cứ như thế rồi trên cái lửa riu riu đó, mình cứ xào lên trộn cho đều các thứ lại là hoàn thành cái món cái miếng xào thập cẩm. Cái người kêu bằng miếng trộn là lý do là tại vì là không có xào lại miếng mà xào tất cả mọi thứ riêng rồi trộn lại với nhau cho nên là kêu là như vậy. Nhìn màu sắc thì rất là hấp dẫn. Món này thì ngon, Ngọc rất là thích. Hai con gái cũng vậy. Giờ xong món đó rồi thì là tôm thì Ngọc đang hấp. Còn trong cái nồi thịt heo, thịt sườn heo hầm á, thì bây giờ Ngọc bỏ thêm cà rốt này, hạt dẻ nè, hành. Hầm nó vừa gần chín thì Ngọc thêm rau củ vào nữa là xong. Tôm cũng gần chín rồi đó. Và các loại chiên thì lúc nãy thì tôm Ngọc cũng chiên. Tôm lột vỏ hết rồi lăn bột chiên. Các loại ớt, ớt cay chiên, khoai lang. Nồi thịt hầm thì bây giờ đã chín. Thì đó mọi người nhìn rất là hấp dẫn. Ngọc cho thêm ít mè trắng vào. Trong tất cả món ăn Ngọc rất thích cho mè vào. Ăn rất là thơm và béo nữa. Và bây giờ thế là các món ăn đã Ngọc làm tổng cộng là bao nhiêu đây thì đã xong rồi đó. Các loại rau trộn đồ này kia. Trung thu năm nay chỉ đơn giản thế thôi. Chúc mọi người ăn trung thu vui vẻ nha. Chào tạm biệt.